Dạ, nhà của em thôi, xây đến chừng này rồi. Đã lợp xong. Đây là phòng thứ nhất. Là phòng thứ nhì. Đây là bếp nấu, toilet, buồng tắm đồ đây. Đây cái nhà cũng 15 mấy 17 mấy chiều dài. Công trình đã đến được 80% rồi. Đây là phòng khách, bàn thờ ở khu vực này, trước là sân. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2023.